KMTN Online. Vâng, xin chào tất cả các bạn, trở lại với kênh YouTube Thăng Nguyễn. Thì kiếm tiền trên điện thoại hay là kiếm tiền trên PC là một trong những phương pháp mà gọi là kiếm tiền online. Thì để kiếm tiền online được thì các bạn phải có một cái cách thức phù hợp để các bạn kiếm, chứ không phải mà tự nhiên các bạn kiếm là các bạn có liền. Thì cách thức như thế nào? Thì các bạn phải biết cách làm video và biết cách đăng bài viết. Đây là kênh YouTube Thăng Nguyễn của mình đã được trộn lẫn với Facebook. Và khi các bạn lên Facebook thì các bạn bấm trang Thăng Nguyễn, thì các bạn bấm vô YouTube thì nó sẽ lên kênh YouTube của mình. Đó, thì các bạn cũng có thể xem YouTube trên này. Đây, đây là một trong những video giúp bạn có thể tăng like, tăng chụp like đó. Đó, và những cái phương pháp mà kiếm tiền bằng chơi game, kiếm tiền bằng điện thoại. Thì chủ đề hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với bạn một cái phương pháp mà kiếm tiền trên điện thoại. Đó là một ứng dụng là MobiCard. Thì sau khi giao đầu xong thì mình sẽ trở lại và giới thiệu với bạn cái ứng dụng MobiCard này. Thì đây là một cái ứng dụng có thể giúp bạn kiếm tiền bằng cách là các bạn sẽ chơi game, tải app và chia sẻ đến bạn bè. Thì để kiếm tiền nhiều nhất thì các bạn phải bị hiểu cái hình thức là các bạn là cái người tiếp thị liên kết. Đây, các bạn sẽ tiếp thị được. Thì những cái trang kiếm tiền trên điện thoại hay là kiếm tiền trên PC, thì các bạn muốn kiếm tiền miễn phí thì đòi hỏi các bạn phải chia sẻ cái ứng dụng của người ta đến người tiêu dùng, thì các bạn sẽ được hưởng những cái phần thưởng hoa hồng do họ trả cho các bạn, thì các bạn mới kiếm được nhiều tiền, chứ không phải mà các bạn tự dưng mà các bạn tự làm không thì các bạn chỉ kiếm được không bao nhiêu đâu. Đó, hay là kênh Thăng Nguyễn của mình như này. Đây, đây những ứng dụng tiền điện thoại như Momo, Uento hay là Banglet, Logi và những ứng dụng khác này đó mình đã giới thiệu bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một ứng dụng, đó là ứng dụng MobiCard. Rồi, mời các bạn vào xem ứng dụng. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng có thể giúp bạn kiếm tiền, đó là ứng dụng MobiCard. Thì MobiCard còn là một ứng dụng có thể giúp bạn kiếm tiền bằng cách là các bạn sẽ tải game và chơi trong vòng 30 giây hay gì đó, các bạn sẽ kiếm được tiền. Ngoài ra, các bạn còn có thể xem video để các bạn lấy tiền. Thì mỗi video nó sẽ cộng cho bạn là 1 điểm, 2 điểm, 5 điểm gì đó, tùy theo thời điểm. Đó, thì một video hiện ra thì các bạn chỉ cần xem hết xong nó sẽ cộng điểm cho các bạn, và các bạn cũng có thể dồn lại tích lũy nhiều thành tiền để các bạn đổi thành thẻ cao. Thì từ thẻ cao đó các bạn sẽ đổi thành tiền mặt thôi, đơn giản thôi, chẳng có gì. Rồi xong các bạn sẽ tắt đi. Đó, trong lúc nó sẽ cộng cho các bạn tiền. Ngoài ra nó còn cho các bạn cái vòng quay may mắn hàng ngày. Thì mỗi ngày nó sẽ cho bạn quay một lượt. Đó, đây 100 điểm. Đó, thì hiện số mình đang 20.227 điểm, thì tí nữa sẽ cộng điểm, đúng không? Vấn đề đổi thưởng thì các bạn sẽ đổi bằng PayPal hoặc là thẻ của các mạng di động, Viettel, Mobi, Vina, hoặc là những cái thẻ game hay là thẻ Zin Lay. Đó, rồi thẻ Karina, đó, nó nhiều loại, thì theo các bạn sử dụng mà các bạn có thể đổi thành loại thẻ nào phù hợp với mình. Rồi, cái này là những ứng dụng tải app. Thì mỗi một app nó sẽ có giá là từ 300 đến 350 coin. Mình tính điểm cho dễ. Đó, những video thì tải app đơn giản thôi, các bạn chỉ cần mở app ra. Đây, các bạn bấm cài đặt. Xong, các bạn sẽ tìm game đó có tên đó. Rồi các bạn sẽ comment game hay.
không thì các bạn sẽ giới thiệu app này là 50 sao tốt nhất. 4 là các bạn sẽ chơi game trong vòng 2 phút, cuối cùng các bạn sẽ nhận thưởng. Đó, thì tải cũng đơn giản thôi, nhưng mà nhiều khi nó khó, nhiều cái thì nó phải bắt các bạn tìm game thì nó hơi khó, còn việc tải game thì nó đơn giản, mà chỉ cần mở ra chơi trong vòng 2 phút thì nó sẽ cộng coi cho các bạn. Thì yêu cầu các bạn giữ trong mấy ngày đó thì mỗi ngày nó sẽ cộng cho các bạn là 50 coin hay 100 coin vậy thôi, tùy theo game. Đó, giờ tải xong các bạn sẽ bấm đồng ý nè. Đó, rồi các bạn mở ra chơi thì chơi trong vòng 2 phút đi. Đó, đó game đang khởi động. Các bạn sẽ đăng nhập bằng Facebook là các bạn phải đăng ký. Chung là các bạn chơi bình thường thôi. Đó, chung là như thế. Xong các bạn sẽ quay về, các bạn mở app ra và các bạn nhận thưởng thôi. Đó, khi nãy em đã cộng cho mình 100 điểm rồi nè. Rồi bước kế tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đổi thưởng. Ở đây mình tài khoản này mình chỉ có 2.000 điểm thôi, mình sẽ đổi thành cái thẻ Việt Cào của Viettel đi. Đó, hoặc là đổi thành một cái tài khoản PayPal và mất 25.000 lần, đổi thành Viettel, bạn click vào. Rồi các bạn sẽ lấy mã thẻ cào. Đó, thấy không, nó sẽ có liền đó. Đó, đơn giản không bạn. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt để các bạn nhập cái mã thưởng. Thì khi cài xong ứng dụng thì các bạn sẽ có, bạn sẽ nhập cái mã này vào thì các bạn sẽ được cộng một điểm tương đối. Đây, nhập mã chia sẻ nè. Đó, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài ứng dụng và sau đó nhập mã vào. Thì sau khi cài đặt ứng dụng thành công thì các bạn cũng có một cái mã chia sẻ, và các bạn sẽ lấy cái mã chia sẻ của các bạn
bạn làm video, đăng lên kênh YouTube, hoặc là các bạn cũng có thể là đăng bài viết lên Facebook, giống như hình thức mình cũng đã làm từ trước giờ. Thì bạn nào đã xem video các bạn cũng đã biết rồi đó. Đây, giả sử như những cái bài này, cái này là cái video của mình đăng trực tiếp lên Facebook luôn. Còn đây cũng là video của mình đăng lên Facebook. Ngoài ra thì còn những cái bài viết mình vừa viết, bài viết hình ảnh vừa có video, thì từ từ nó sẽ hiện ra và mình sẽ cho các bạn xem. Thì các bạn không biết cách viết bài thì các bạn cũng có thể là học hỏi từ những người đã làm kinh nghiệm. Đây, giả sử như kiếm tiền bằng ứng dụng Yoto nè, đó thì bạn cũng sẽ viết bài như thế này. Đây là một cái đường link của video và đường link đăng ký đó, thì bạn kèm đường link vô. Khi người ta xem thì ta cảm thấy ứng dụng này kiếm được tiền thì người ta sẽ click vào đường link của bạn đăng ký, thì bạn sẽ được hưởng hoa hồng phần trăm và là hưởng những lượt quay, giống như cái ứng dụng sẽ ứng dụng BizHack nè, BizHack. Thì đây là ứng dụng các bạn chưa biết là chơi game là các bạn lấy tiền thôi đó. Thì các bạn sẽ, khi bạn cài đặt xong thì các bạn sẽ có cái đường link đây, bạn click vào đây các bạn sẽ có một cái đường link giới thiệu. Đây, đường link giới thiệu này thì các bạn sẽ chia sẻ đến cho bạn bè, thì họ đăng ký thì các bạn sẽ được 10 lượt quay đó. Đó, thấy không, mình đã hưởng được rất nhiều lượt quay nè đó. Đây, mình sẽ trở lại cái trang thân mỹ của mình. Thì những video vừa kiếm tiền vừa chơi game vừa kiếm tiền thì người ta rất là thích, đúng không? Thì cũng gần Tết rồi, khoảng hơn 2 tháng là Tết rồi. Đây là ứng dụng PTC Hat nè. Thì mình cũng đã hưởng được rất nhiều cái lượt kích vào. Đây, khi mà người ta xem cái video của các bạn đã thích thì sẽ kích vào đường link này. Đây, thì cái trang web sẽ hiện ra và họ đăng ký đó. Các bạn chỉ đừng copy cái ví blockchain của bạn dán vào và bấm start sẽ hiện lên và các bạn sẽ thành công thôi. Đây, mình đã kiếm được $100 thì cứ mỗi tuần mình kiếm khoảng $100 từ ứng dụng này đó, thì nhờ việc là chia sẻ thôi. Rồi các bạn có thể vào cái fanpage Thăng Nguyễn của mình để xem những cái ứng dụng khác có thể giúp bạn kiếm tiền. Thì thời gian gần đây thì mình đã làm những video để kiếm tiền nước ngoài, không có thời gian nhiều để chia sẻ nữa các bạn. Thì các bạn có thể vào cái fanpage Thăng Nguyễn nè. Thời gian ở đây mình cũng có tiếp thị cho thằng Lada, thì giới thiệu những sản phẩm điện tử trên trang điện tử gia dụng. Thì các bạn nào có thể vào để xem, nếu thích thì có thể mua ủng hộ mình. Thì giá cả thì cũng như Lada bán thôi, nhưng mà mình sẽ được hưởng một chút xíu phần trăm hoa hồng nho nhỏ do các bạn gọi là các bạn bố thí với mình đi đó. Các bạn nào thích thì có thể ủng hộ mình để mình có thể mình kiếm thêm chút cháo thôi. Chung các bạn mua ở đâu cũng vậy, mua giùm em cảm ơn thôi, đúng không? Đó, thì các bạn thấy ứng dụng này các bạn click vào đây, giả sử như một cái đuôi đèn cảm ứng này đi đó, các bạn click vào thì các bạn bấm chữ thanh toán trên web thì nó sẽ hiện ra trang web của Lada. Thì chỉ như thế là mình sẽ được hưởng cái phần trăm giới thiệu cho trang Lada này đó. Do đường link này nó cũng nó quy định chỉ một tuần lễ thôi, cho nên là khi mình quá một tuần mình không đổi liên lại thì nó sẽ trở về trang chủ của Lada, thì bạn cũng sẽ được dạng hưởng cái phần trăm giới thiệu thôi. Đây, nó sẽ như thế. Đó, các bạn chỉ vào lựa chọn sản phẩm đó và bạn mua thôi, rất là đơn giản, không khó khăn gì. Đó, giả sử như cái cục phát cao kê này đi, các bạn cũng vậy,
click vào. Trong thời đại công nghệ Internet, bạn có thể sở hữu cả thế giới giải trí ngay tại nhà qua đầu karaoke Full HD 2-in-1 SP801 của Agnos Sunka Media. Đầu karaoke Full HD. Rồi, xong. Rất là đơn giản không? Cứ như thế là xong. Rồi, vâng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.